Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin. Tiếp tục những thông tin về công tác cứu trợ khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất tại tỉnh Lai Châu. Vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký đến từ nhiều quốc gia, cô bé 7 tuổi của Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi tài năng tại Mỹ. Cùng gặp gỡ nhà thiết kế Vũ Thảo, người đưa thời trang bền vững Việt ra thế giới. Thưa quý vị, như đã đưa tin trong các bản tin trước, hiện nay hàng nghìn hộ dân tại 5 xã của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vẫn đang bị cô lập sau mưa lũ. Do bị cô lập nhiều ngày nên nhu yếu phẩm tích trữ đã hết, đời sống của bà con dân bản gặp rất nhiều khó khăn và trông chờ từng ngày được thông đường. Hiện huyện Mường Tè đang nỗ lực khắc phục các tuyến giao thông để có thể tiếp cận với các xã đang bị cô lập. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện vẫn còn mưa, khối lượng đất đá sạt lở lớn nên việc huy động máy móc khắc phục sự cố gặp rất nhiều khó khăn. Theo dự kiến, nếu trời không mưa, trong chiều mùng 2 tháng 7 sẽ thông tuyến được hai xã là Ba Vệ Sủ và Ca Lăng. Sáng ngày 2 tháng 7, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã đi kiểm tra và bước đầu nhận định về nguyên nhân gây ra sạt lở đất đá và hiện tượng lũ quét vừa qua. Do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất đá xảy ra trong cùng một thời điểm tại một số khu vực của huyện Tam Đường, nơi đã được phân vùng cảnh báo, cho thấy những tai biến địa chất khó lường, thậm chí không kiểm soát được mức độ thiệt hại. Mưa lớn chính là yếu tố kích hoạt tại các sườn dốc cao. Địa hình đất có tính chất mềm, tơi, tạo ra rãnh sói khiến bùn và đá nhỏ từ trên các sườn dốc đổ xuống tạo thành lũ quét ở phía dưới. Với tiếng đàn trong trẻo chân băng tâm, cô bé 7 tuổi của Việt Nam đã chinh phục ban giám khảo và giành giải nhất cuộc thi tài năng nổi tiếng American Protege. Để nhận được giải thưởng này, băng tâm đã phải vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Australia, Canada, Mỹ. Ban giám khảo đã đánh giá các bài dự thi của Băng Tâm đều là những bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao và rất khó với độ tuổi của em. Đạt giải nhất, Băng Tâm đã có phần biểu diễn trong gala trao giải cuộc thi. American Protege là cuộc thi được tổ chức hàng năm dành cho các nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công, diễn viên trẻ trên khắp thế giới. Cuộc thi do những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Mỹ tổ chức. Cứ mỗi dịp hè về, các họa sĩ ở làng Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội lại tổ chức những lớp học vẽ miễn phí dành cho các em nhỏ. Lớp học nhằm giúp các em có được sân chơi bổ ích những ngày hè, phát triển năng khiếu cũng như phát triển những giá trị truyền thống của quê hương. Hãy cùng với chúng tôi đến thăm lớp học vẽ này trong phóng sự sau đây. Đây là bức tranh em vẽ cảnh sông Hồng quê hương em. Đây là bức tranh chị em chơi đùa cùng với chú chó trong sân. Đây là bức chân dung em vẽ cho bộ đội hành quân qua rừng. Đấy, con vẽ cái đường thẳng. Đây, kéo viên phân xuống nha, con kéo xuống. Đây, con tô nước. Con làm đây, con. Hôm nay trong lớp học có một cô bé rất đặc biệt. Cô bé có tên là Nguyễn Ngọc Ánh, 10 tuổi, nhưng em không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng những bức tranh của Ánh tươi sáng như khuôn mặt của em. Kể từ khi học lớp vẽ này, cô bé đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Học vẽ xong, con thấy rất yêu thiên nhiên và cảm thấy rất vui. Con sẽ dùng những bức tranh này để trang trí lên nhà cửa của con. Khi chúng tôi tổ chức ra một lớp vẽ này thì chúng tôi cảm thấy là nó cũng rất là bình thường thôi. Nó là một cái truyền thống của làng. Anh Nguyễn Trường Yên, một thầy giáo trẻ trong xã Cổ Đô, tham gia giảng dạy lớp học vẽ miễn phí từ những ngày đầu. Anh không nhớ mình đã dạy vẽ cho bao nhiêu bạn nhỏ trong làng. Ngoài thời gian trên lớp, anh lại dành thời gian để mày mò sáng tạo nghệ thuật cho chính bản thân mình. Cũng như những họa sĩ khác trong làng, những tác phẩm được bán ra sẽ được quyên góp một phần vào quỹ của câu lạc bộ để có thể trang bị đồ dùng cần thiết dạy vẽ cho các em nhỏ. Đa số các em theo học đều là những em có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, các thầy luôn là chỗ dựa tinh thần và dành những tình cảm đặc biệt đến với các em. Với riêng mình cũng như các thầy giáo trong làng thì nó như là tình cảm của người thân trong gia đình. Chúng tôi muốn là các cháu nó bớt đi những mặc cảm là nhà tôi nghèo này, tôi bị tàn tật này và rất nhiều những mặc cảm khác.
Em sẽ cố vẽ những bức tranh thật đẹp để tặng các thầy, phát triển truyền thống của quê hương. Ngày 29 tháng 6, lễ trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế A Design Awards and Competition đã được tổ chức tại Italia. Với sự hiện diện của các thành viên Viện Hàn Lâm Thiết kế Quốc tế và hàng trăm kiến trúc sư, các nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy từ Việt Nam đã vinh dự được nhận cúp bạc cho công trình gắn gốm nghệ thuật nhà gương trong công viên Thống Nhất Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận tính sáng tạo và độc đáo, đậm tính dân tộc trong thiết kế của công trình này, thuộc lĩnh vực nghệ thuật công cộng, thiết kế cho xã hội và môi trường. Mục đích của Design Awards and Competition là tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm thiết kế có chất lượng xuất sắc, các tác phẩm thiết kế có tính ứng dụng cao. Ngày 1 tháng 7, tờ China News Trung Quốc đã đưa tin về triển lãm hoa sen nước tại Thượng Hải lần thứ 6, được tổ chức ở khu vườn cổ của Giang Nam Trung Quốc. Tham dự triển lãm, Việt Nam có đại diện là ông Thân Văn Huy, một họa sĩ, nghệ nhân làm hoa sen giấy kỳ cựu. Ông Thân Văn Huy đã đem những bông hoa sen giấy Thanh Tiên đến trưng bày tại triển lãm. Nghề làm hoa sen giấy xuất phát từ làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và được lưu giữ đến ngày nay. Những bông hoa sen được chế tác tỉ mỉ, sắc nét qua nhiều công đoạn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách. Đây là cơ hội để sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân gian Việt Nam tiếp cận với thị trường tiêu dùng Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Thưa quý vị, xu hướng thời trang bền vững sẽ là xu thế của thời trang tương lai. Thị trường thời trang bền vững đang tăng trưởng chóng mặt, dự báo sẽ chiếm 1/3 thị trường thời trang trong 10 năm nữa. Đi tiên phong theo xu hướng thời trang bền vững ở Việt Nam chính là thương hiệu Km 109 của nhà thiết kế Vũ Thảo. Các sản phẩm của chị từ vải đến dệt nhuộm và cắt may hoàn toàn từ thiên nhiên. Đây là một chiếc áo được dệt bằng tay, nhuộm từ lá cây tràm. Để nhuộm được màu như thế này, người thợ phải nhuộm đến hơn 40 lớp chồng lên nhau. Cùng với cây tràm, nhà thiết kế Vũ Thảo còn nhuộm vải từ cây chay, cây xui, củ nâu để cho ra những màu tự nhiên. Đến với thời trang bền vững từ năm 2012, khi chưa có nhiều người hiểu về thời trang bền vững, chị đã tự mình tìm tòi con đường riêng. Khó khăn với chị là mỗi người, mỗi làng lại nắm một kỹ thuật khác nhau, nằm rải rác và tản mát. Làng nghề dệt lụa như là Mỹ A thì họ vẫn dùng quả mặc nưa để nhuộm vải. Rồi là màu tràm thì các anh chị, các dân tộc anh em thì vẫn sử dụng rất là nhiều. Màu củ nâu thì đã từng thịnh hành của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ. Thế thì có rất nhiều, Việt Nam thì đang sở hữu vô cùng nhiều những cái bí quyết cũng như là những cái kỹ thuật có 102. Chị Vũ Thảo là số ít những nhà thiết kế ở Việt Nam hiện nay có thể khép kín toàn bộ quy trình từ gieo hạt, trồng bông, trồng đay đến dệt, nhuộm và thiết kế. Mất cả tháng trời mới có thể làm ra một chiếc áo từ khi gieo hạt đến mũ chỉ cuối cùng. Thời trang bền vững là sống chậm. Gieo cái hạt tràm xuống đất, bạn sẽ đối xử với chất liệu hoàn toàn khác. Và cái đấy là một cái mà tôi cho rằng là không phải nhà thiết kế nào cũng có khả năng để làm được và cũng có cơ hội để làm được. Chị Vũ Thảo đã được mời đến nhiều sự kiện thời trang bền vững trên thế giới. Lịch trình năm 2018 đã khép kín với những chương trình dày đặc tại Anh, Mỹ. Chị Vũ Thảo đang góp phần đưa thời trang bền vững Việt Nam ra thế giới. Các làn điệu quan họ và các liền anh liền chị là nét văn hóa đặc sắc của đồng bằng Bắc Bộ đã quen thuộc với rất nhiều người trong chúng ta. Còn beatbox thì cũng rất nhiều người đã biết là loại hình nghệ thuật hiện đại từ phương Tây, khi người biểu diễn dùng giọng để giả các loại âm thanh và tạo nhịp điệu. Hai loại hình nghệ thuật này tưởng chừng không liên quan gì đến nhau lại được kết hợp trong một đêm nhạc mang tên Nam Nhi diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội. Chương trình do hai nghệ sĩ trẻ Ngô Hồng Quang và Trung Bảo vừa trở về từ nước ngoài dàn dựng và trực tiếp biểu diễn. Tứ tấu dàn dây phương Tây, nhạc cụ truyền thống Việt Nam, các làn điệu quan họ cổ truyền, nghệ thuật beatbox. Và đây là tiết mục độc tấu đàn tính mang tên Tình Đàn của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang.
Với ngón đàn điêu luyện, ngay từ lúc mở màn, nghệ sĩ đã dễ dàng dẫn dắt khán giả vào thế giới âm nhạc của mình. Nhưng khoảnh khắc cao trào là khi màn biểu diễn có sự tham gia của nhà vô địch World Beatbox Camp 2017 Trung Bảo. Thật tuyệt vời, tôi đã sống ở Việt Nam hơn 5 năm và đã được chứng kiến nhiều nghệ sĩ tài năng ở đây. Trong đó có các nghệ sĩ của đêm nhạc hôm nay. Họ đã mang âm nhạc và cả nền văn hóa Việt Nam ra quốc tế bằng chính những nhiệt huyết, niềm đam mê và sự sáng tạo của họ. Và mình cảm thấy rất là tự hào khi mà Việt Nam có rất là nhiều các bạn trẻ và tài năng mà vẫn còn nhớ đến cái nét văn hóa của Việt Nam như vậy. Đêm nhạc là sự kết hợp độc đáo giữa những tác phẩm mới viết cho nhạc cụ dân tộc của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang cùng một số ca khúc quan họ Bắc Ninh nằm trong album mới nhất của anh. Bằng hình thức độc tấu, song tấu cùng với ngũ tấu dàn dây, Ngô Hồng Quang và beatboxer tài năng Trung Bảo đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc đậm chất Việt. Các giai điệu vừa quen vừa lạ, vừa cũ vừa mới, trải dài từ miền núi phía Bắc của Việt Nam tới khu vực đồng bằng Bắc Bộ qua 10 tác phẩm của đêm diễn như Đi Tìm, Mục Hạ Vô Nhân hay Về Đồi Non. Mỗi lần về Việt Nam là tôi đều đi điền dã tại các vùng Tây Nguyên rồi miền núi phía Bắc thì để lấy cái cảm xúc, cảm hứng nữa, sáng tác. Phong cảnh Việt Nam thì thông thường là tạo cho tôi những cái cảm xúc và những cảm hứng mà sáng tác ngay lập tức được. Và phải tích lũy và phải trải nghiệm thật, phải đến đây, đến nơi đó, phải ở với người dân tộc, phải sống trong cái văn hóa và môi trường đấy thì mới có được cái cảm xúc thật đấy. Thực ra chơi cùng anh Quang thì mình có chú ý hơn tới rất nhiều âm thanh mà mình chưa từng sử dụng hết sức trước đó, đờ hay là âm có một âm nữa mà khá là hay. Mình chơi ở trong bài Mục Hạ Vô Nhân thì nó rất là hợp bởi vì nó cảm giác có cái cảm giác gì đấy nó rất là chống hội. Với mong muốn mang những nét độc đáo trong âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến với thế giới, tiếp thu những nét mới lạ từ phương Tây nhưng vẫn luôn gìn giữ và trân trọng những giá trị truyền thống của Việt Nam, hai nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và Trung Bảo sẽ còn thực hiện nhiều sản phẩm hợp tác nữa trong tương lai. Sự kết hợp vô cùng mới lạ của các nghệ sĩ trẻ trong phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.